mình chọn rồi đầu chôm mình chọn rồi đầu bận dương bài chỉ miên phanh nhà hà nà bà môi rô thân nạ rư có bắt bong chỉ vứt bà trở hai lô rốt nà đòi xa ta thiên ông một thuộc được làng đá từ lưu bà nhà hà đã sống khăn gặp bộ tế bị chôn mục chụp bộ nó cứ cực thân trả cho tèm đồ bà đã tha cạt miên chỉ riêng rốt ngay hỏi chìm xe đã dương trời tại bộ giặt của hùng phó nó cứ thân ngay bằng chung bằng năng hào đòi xa đấy lô rốt nà bong bong bishu purot bà got time tie luk to to knee chah boran mandang tha chi room put recall and put day bà but tie to bishu put to bishim and put kadai ko man bong hang a kuin tha chah boran luk rui barom no socks about the peep con child of all look die bà trời mình chắc rồi tên ai bà đôi chứ cả nơi bố rõ mà nè bạn bắt bóng chỉ vượt được ngay khúc cùng nào cho bọc con bà chẳng được phê là con bạn bắt bóng chỉ vượt được ngay khúc cùng nào cho bọc con nắng miên cả lược làm to to đi phi bóng phô và chiều bó rõ để lúc bạn lược làm tha bê khá mình đây là mình chưa chắc sẽ lạc ai thêm bà mình chưa chắc sẽ lạc ai thêm tại mà đó bà chẳng bọn sợi bọn 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 bạn mà phải làm đấy bạn bắt bóng chỉ vượt phim phim nơi chúng nói phiên là cả tay mà đo nơi thằng ngay khu cùng nát rồi bọc ổn mình này tha thằng ngay sắp bái bài khai thì chia tục thằng ngay năng bà anh dương ai ở nhìn dây ba tha cứ chỉ thằng ngay sắp bái ở sắp mẹp ổn bà ta bài chỉ thằng ngay bà thơ bọn sọc tụi mình sọc tụi mình bà thằng ngay sọc thằng ngay thơ bọn sọc hay nâng thằng ngay khu cùng nát cứ thằng ngay tay mùi hai rồi bấy rồi tên á bạn bong bóng chân nam mơ tớ mẹn thật nhóm chân ta chân nam thế xung bây tại tu ông prea sama sầm bốt bà ông có ca ớt nâu bà sốt bà sốt nâu thằng ngày nam môi hai bàn bạc bà thằng ngày bình bò rồi mây chân tư bà hai bàn châu tì bà cốt nâu thằng ngày nâng đọt đài bà rình phiền bà rình phiền chân bọn ôn môi chúng luôn khót có chưa nơi ở nơi bạn rương ra tiền này đây bạn ấy trong giới tha tại tôi thấy nó rương ra ở bên trong đường cho nên bề kha trong lược rương ở bút tự chặt chụp điệp chun bọn ôn kha năng dương an như vậy mà thập bút tự chặt phong năng ở nhà chặt chặt phong bà sân chưa ở mình chưa tế công của mạt bạn bị cha bảo rán ta mà mắt năng thế bà sân chưa mình chưa tế công của mạt chắc thằng cái đấy bạn bằng hai cho sầm lên tịch nó sáng xa rồi bà con bán sạp nói ra tại con chị lươn hai ngày nít chị ngày khô cũng là bà con tiền bà lại còn chụp liền đến họp lập bà hay trên thì thọp lập mà nói ra bà con bài lươn cho vì lươn spiên mà đà lao bà con bà lưu hiến cao bà cao đã còn cái chốt một con bọc hươn bà đà lại lòng mà bạc co bà bà nâng là tình trao bà tình trao bà lưu nít bạn có sắp liêm liêm lên nên cần lại nha thầy mà ai rong là bố thông ngôn mà nẹ bạn chứ ai nên rong là bố sra mà nẹ tiệt bà có chỉ là số mơ nít cứ chỉ là bay nẹ bây nẹ ตอนนี้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 ตอนนี
vì lưu spiên mà mình đã lao bà quật và lưu hiếm cao bà cao là quật cạnh chốt mình con bọc hơn mà mình đã là lòng mà bạc co mà bà nâng là chúng ta và chúng ta lưu đi bạc co sạp liêm thêm nên nâng cẩn lại nhé mà ai rong là bố thông ngôn mà nẹ bạc chứ ngay nâng rong là bố sạp mà nẹ tiết bà quật chỉ là số mơ ní cứ chỉ là bay nẹ ba môn bóng sông mơ ba
្វាយថ្វាយគូពីទាំងចំងាយផងនិគុណខមលឹមថាបាត់មយៈយូរដែរឬគាត់បាទគាត់ក៏ចំណេះផងបាទហើយនឹងបាទអរគុណស្ដីផងដែរបងបាទលោកគ្រូសច្ចៈបាទអត់ចេះអានទេហៅលោកគ្រូផេះគ្រូអង្កាមបាទបើសិនជាធានអមស្រុនតនេអាចសុំសម្ភារលោកគ្រូបានបាទដឹងថាលោកគ្រូខាងអីទេបកាយខាងអីទេអញ្ចឹងជាងាកមកកាន់បាទរូបភាពដែលបងប្អូនកំពុងតាមដានទស្សនា TNM ហ្នឹងបរិសម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតភ្លាមភ្លាមចំណែកឯគូកនពីក្រោយមានម្នាក់ទៅបាក់ផ្លូវមានម្នាក់ទៀតនោះរងរបួសស្រាលកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោបាត់ទៅហើយការពីយុបមិញនៅចំណុចបាត់គល់ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យតែម្ដងបាទចឹងបន្ទាប់ពីយុវជនម្នាក់នេះធ្វើខួបកំណើតនៅក្លឹបថបលោកស្រុនបាទក្លឹបថបបាទមានការហូបចុកមានការផឹកស៊ីអីចឹងទៅក្នុងក្លឹបបាទបាទជាបំផុតទេមិនមែនគេចូលក្លឹបផឹកទឹកក្រួយទេតែចូលក្លឹបផឹកទឹកក្រួយគេថាមិនមែនអ្នកក្លឹបទេតែជាអ្នកស្រែអីទៅចឹងវិញណាបាទសម្រាប់ក្លឹបអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្អូនបានធ្វើខួបកំណើតបាទអាចថាគម្រប់បាទបាទគម្រប់អាយុរបស់ប្អូនហ្នឹងគឺអាយុ24ឆ្នាំពី4ឆ្នាំគឺប្អូនតាំងសុផាតែម្ដងបានរើសថ្ងៃហ្នឹងបាទមិនសមមិញហ្នឹងណាជាថ្ងៃខួបកំណើតបានអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិអញ្ជើញសង្សារអញ្ជើញអីហ្នឹងឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទហើយបងប្អូនបានឃើញម្នាក់ដែលយំបោកខ្លួនដោយអកហ្នឹងគឺជាសង្សាររបស់ប្អូនសុផាបាទដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅនឹងបាទសង្សារនឹងគឺនៅក្លឹបថបទេបើតាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ឲ្យដំណឹងក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិនឹងឲ្យដំណឹងថាសង្សារនៅក្លឹបទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលឮថាបាទសង្សារត្រូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គូមកទៅបាទនៅពេលដែលទទួលដឹងថាមិត្តប្រុសរបស់ខ្លួននឹងបានបាត់បង់ជីវិតភ្លាមភ្លាមនៅស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យខួបកំណើតត្រូវបាត់ចោលទាំងអស់បែរជាចាញ់បនសពទៅវិញដល់លោកស្រុនណាបាទអញ្ចឹងករណីរបស់បាទប្អូនសុផាដែលសុំលើកឡើងពីរឿងបាទពុទ្ធចក្របន្តិចបាទនិងរឿងអាណាចក្របន្តិចដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសហ្នឹងតាមទំលៀមទម្លាប់ចាស់ពីបុរាណលោកតែងឲ្យដឹងថាការកើតចាស់ឈឺស្លាប់គឺជារឿងសាមញ្ញទេសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមក្រឹតក្រមរបស់ធម្មជាតិហើយបងប្អូនទាំងអស់នេះមិនមែនជាគំនិតរបស់ខ្ញុំក៏មិនមែនជាទស្សនៈរបស់លោកស្រុនដែរប៉ុន្តែយើងបានឮតាំងពីចាស់បុរាណមកអញ្ចឹងលោកស្រុនថាត្រូវតែប្រយ័ត្នសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្លួនបាទប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនឬក៏យុវជនយុវតីមួយចំនួនហាក់បីដូចជាធ្វើប្រហែសនៅថ្ងៃនេះមែនតើតែម្ដងបាទធ្វើប្រហែសបាទបើតាមខ្ញុំដឹងពីចាស់បុរាណថាថ្ងៃដែលយើងកើតគឺទ្វាឋានរូបបាទលោកស្រុនណាបើសិនខ្ញុំលើកឡើងខុសព្រះអង្គឬក៏បងប្អូនបាទអាចថាមែនទេលោករតនាប៉ុន្តែបើតាមទំលៀមទម្លាប់ចាស់បុរាណថាពេលដែលកើតគឺទ្វាឋានរូបចំហហើយបាទនេះតាមការយើងដឹងខ្លះពីផ្នែកពុទ្ធចក្របាទពុទ្ធចក្រហើយឧចារណាដឹកគុំដឹកគុណខមលឿមក៏គាត់ចូលហើយនៅពេលដែលចំគម្រួមផ្នែកខួបកំណើតរបស់យើងណាបាទទ្វាឋានរូបក៏បើកដែរលោកសុនបាទចង់និយាយថាបុគ្គលណាក៏ដោយបាទគាត់កើតចំថ្ងៃណាថ្ងៃនោះបាទខែនោះគាត់នឹងបាត់បង់ជីវិតវិញអគ្រាន់តែខុសខែគ្រាន់តែខុសឆ្នាំទេបាទដែលចាស់បុរាណលោកតែងតែបាទលឺតតគ្នាបែបហ្នឹងហើយក៏មានការសង្កេតឃើញគឺបែបហ្នឹងមែនលោកស្រុនបាទណាលោកស្រុនបាទអរគុណសុភាសិនក៏ថានោះគឺជាជំនឿខ្មែរទេបងទីកមិនមែនមេរៀនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេហើយបាទអរគុណបងសុភីអរគុណអ្នកគុណខឹមបុលឿមខ្ញុំនិយាយតាក់តងជាមួយនឹងពុទ្ធចាដែលបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានឮតតគ្នាបា
mình men chỉ ca lược là ông rồi bỏ mình xem mình đôi thì anh âm rồi co mình men nhom cái na thì nè rồi khơi hai co men chỉ nhom cái na bạn bạn khơi này thuyền là rũ đài bàn tay tùm liêm tùm loa của đôi chỉ ca lược là ông bị chặt bạn nắng tùm bạn chặt tùm bạn nắng chẳng mà sân trên đại côn tha mình men rồi co đại côn tha chen chen ai chuẩn bị chút bom bom tha cả lược là ông bỏ cha bỏ rán khóc tê nhôm chen chen tam đại côn tam đại côn bàn thờ bạn chẳng hết ấy bạn chưa không nhom lượng lang chạy tôn chụp bôi nằm pan hàn đằng bạn chạy tôn chụp bôi nằm pan hàn đằng đời xa ta rồi đâu ní cứ chia rồi đâu chung bẩn bảo dương thì dây tha cứ chia rồi đâu đại prai năng sốn prai chơi nhảy bà prai chơi nhảy bà ní cứ tự nhom thua lư đây lư chắc chắc còn dây bà tha bà rồi đâu bọn chung bẩn chít ngày đá dùm riết bà thuê ao prai bà đã bay một chụp chung sạch nhiệt từ Paul Sol đã là sạch nhiệt từ chung đến ngày bọn chung bận đó nghe tại giờ nãy cô dương mình đăng cho bác đây rồi thế nào cầm khăn rồi từ lư bộ bộ chiều rồi rót cốt trên này vô đăng một thay mà bạn chẳng ở sầm ráp dụ bị chun mình nè chung mu sofa tôi pi bà sofa mà tôi pi ngày nắng cứ chật ngày tim mà phải buồn bạn mà phải buồn đây chật ngày khu công nào được bóp ôn ôn bạn hai một phe chụp chùm khnien này gặp thọp hai nơi mong phẩm man chi bạn cứ bạn bọc mua chiên này là sơn chân mong đập pi đấy mình men ôn từ lọ từ te hết na sơn ôn từ lọ pi gặp thọp nó men ôn từ lọ từ te thôi còn mình chọc khu công nào được bóp ôn tê cứ mong đập môi cho đập pi nó cứ ôn chân thì vô nôm cúp cùng nay là bọc ôn làm bây vô một cát được lập thọc ồ bà hai chia còn hai chia còn là vài tới còn ai đập nếu hộp xá ai sẽ bằng ai bật chân dương ọt man đăng rư co ọt man bạch bạch tell hay con nam môi pi bom phaôn rồi có pi smart cách tháp ôn sờ văng sra rồi có ọt đi bàn tay còn tại đang tháp ôn màn thưa bị thi chụp liêng được lập tháp bay nè được xuân nhé rồi hô đầu mang chân đập pi cứ ôn tự dục nùng mà nùng hai chữ ai mình cắt thom ná được xuân nhé ai cắt màu môi ấy màu đập pi ấy chẳng hết á mà đồng lương ở trên ở chlong ai chỉ phaôn nó cắt màu đập pi mà ta không đăng đăng nè và hai chỉ phaôn cắt màu đập pi ở ở chóp phủ tha ở màu đập pi chiên cho thay thay à thay thay chẳng phải thì ôn tiêm cho nó mau đập pi à mau đập pi chẳng đập pi đẹp ôn mặt trong ở đo mau đập pi món được xuống của mau huống nè bạn chẳng sập về sập va chi bạn vô mà xe đẩy ní bữa tam bom ôn còn ở đăng nơi cái lại cái hai đẹp đỏ bạn vô ở xe đẩy đẹp đỏ rồi hốt mặt đó chụp nói spin stung miền chay đại bom ôn đăng hai tùm rung robot spin stung miền trái ta là dạng mạch sơn bà cao bà cao hơi ở dị đông tới chuyện chấm nào lưa chấm nào crom bà chấm nào lưa chấm nào crom đàn đòn chân nửa bên đẹp ôn miền tư ta bị bông thì trường bà ắt mong ăn là bươn thì ni bờ tam cài đăng tha ở toàn phải chịu ở toàn bao nạp pi vậy bà năng sơn phải nhập bà phải nhập thử ta ta ở toàn bao nạp pi phù vi liên đẹp ôn ở rong luôn ni cứ chết bao nạp pi vậy chẳng phải hai chị ôn thử tại dùng nông khúc nó cắt còn mai cho mong đập pi toàn ồ bà nếu người ta cao đăng một phút mình sẽ bắt pi mất thẻ và còn bà chẳng miền này thà còn a cho cả này mới còn bà liên thuê bà hè bà mình miền cao trong bây giờ bà để giấy bị phơi cao mà mát tụ bay chi lươn nó được sơn tụ bay chỉ biết ca prong bây giờ có mình ai bà có mình ai miền thà sắp tập tiếp mà rồi phía rồi đây bà chẳng nợ phê ở ôn mà lươn kháng nơi chùm nói phơi cáo bắt mình toàn bắt mình toàn có bốc chùm môi năng phát chùm môi năng mà những anh ở dây ban tha ở bạc spiên thòm nam như thế sớm bạc bằng căn này spiên này bạc thông tập phát chùm môi năng bằng cô phương slap liêm liêm tay mà đó bà chùm nay em mất phép pi nhạc tiết chẳng phô ôn mình tư mà nè lực sơn nè bạn mình tư mà nè đi bạn tư khnia bây nè mà nè nâng bạc phá vô tư sẵn cửa đơn mình tích bếp ai mà nè tiết ở rộng bùa xa mà kích khlút bạc tử bạc tử chẳng tẹp tôn chùm môi nâng khát ở đây để bóng phô ôn bàn khơi nhạc nông rụp hiếp
Này mà tôi là bác ôn nâng mạng bạc xú mơ lại miếng xa lệch mùi ấn xam sắp răm cây sắp răm phì. Chia mà tôi bảo phết cái chân này. Lấy chút đi dây bị bất đặt chạm với nha. Bạn dây bị ăn chạm với mình đó. Tại tôi nâng ở vây đây chỉ phép chạm sát đây. Này bác ôn bà chiếc bà rốt lục bàn rì côn. Rì côn lục bàn lương lăng tại tôi chỉ mùi nâng bất đặt cản đi. Mà tôi là bác ôn này bác ôn khơi nha. Bạn cái chân này ở hồi cái chân này tiếng đây ai cái chân này tiếng ở bạn bồng bông xi măng phòng này chân sầm rạp mà tô để cái chân này đây là bọc zoomer mơ bạn xin mình chân cái lực sơn nè xin dù chi nè bàn tay được về đây mà tô là bọc ôn cái chân này là biết năng chân cứ ọt miên mặt ọt miên sao bạn được phiệp đi ọt miên sao được phiệp đây sao ọt miên ọt nói phò lọ sầm rạp lơ cao không thì hết ấy bạn được nhông tha mà tô bạn đi ôn bò bạn khơi nhỉ đại pha mùi ăn sam sập ram cay sập ram chân hai bạn chỉ kê bạn bạn tha công pra nơ mà tô cay chân này bê khla bạn vì rong là hai phải để xa tay mà tô cay chân này nó biết đáy nó bao biết trăng nó lên dây bị mà tô mình đặt dây bị hết ấy bạn chỉ cứ thân nặng miên sầm rap ôn khả năng đại ôn chỉ lượn bà sân chỉ mà tôi nó ở cái chân này hai chỉ miết đáy cá nhất lực sướng bà vấn đề là về đây mà tôi nó cái chân này đáy tu hay trầm chân là về đẹp ôm chia chiếm cách và tơ tam ở chung chung nên này spin á mà play cao này spin cách ăn màu thì hai đây còn là cách tích năng mà kéo mà đo cho cùng mặt tờ hỏi bà rồi bị tha bị ọt trời nước từ nông lùm nông một tô hơi nước bị ọt xong xả mà mát từ nông là bươn bạn cho hai bạn là cái lò máu hàng xả mặt cách quạt cô miền ca trồng cà từ lừa một tô cái chân này và thằng một tô đầu bông xi măng ấy khớp sọp phong này bà chương ai ti mui mà pi một tô rồi bóp ôn miền ca cái chân này khâu bả chạy bả tê hỏi sọp pi để pleo cao pi nu hai pleo rồi luôn pi nu từ thua ôn bót mình toàn thì bót mình toàn thì chân nửa bê đã bót mình toàn mà ba mà tân năng khươn play tại mà đó khẳng lòng tư năng mà trong một cô tại mà đó chân bóng ôn đang hai bộ plow bốc mình bước trong một cô cứ mình rụt thì đọc ấy rưu coi mà phay xam sắp miên tầm mùi thì bà lúc sớm bà lúc rất là con đi con không liên tham đi mình mơn chia cầm hông cô plow tì và hai chia cầm hông một tô bà chẳng bà đi chơi ca lư lang rồi đi côn bà chẳng tẹt tông nó phanh hà lươn phong tẹt tông ở chư mui ta năng cả cái chân này mà to phong khi mà đang tập ôn sờ văng rồi mình sờ văng thế phong chân bị club bàn tay sờ mẹ nè đây còn châu club khi nhom mà hiện tại nhà này còn ăn phật số nát bà nát chẳng còn tập ôn mà bắt bóng chư vật pleem hai chia mảnh nè để rút cái clue nữa số bạn không chụp nào bay nhẹ nâng mặt nhẹ này rút bị khuôn tay mất đâu kho được sang sang được club bảo hai chân chân ạ nè bạn kho được sang sang được club tha bạn tha bạn slap vào đây bạn nơi ở cold spin sân miền trời trong cam vị thi đang bảo man này riêng trong được cold spin ở nơi nơi club top nâng bạn rung sai chào tổng o bạn màu dùng sau bao khuôn nơi cold spin sân miền trời nhẹ bạn chân bong bóng ai tu sanh là video mà đón tiếp bán và xâm đáp bong bóng là châu cầu ấy. ตัวนี้โอ้ยจังเลยตัวแต่เชิงมาปีท็อปคลับบ้านบ้านนี่มาตัวรบกวนกับเราสองซาตะบอกกวนบ้านสลับโดยซาแต่กอดจีเลื่อนหายไงนี่จีไงควบผมนะรบกวนเตี้ยบ้านได้กดเลียนในท็อปคลับบ้านไอ้เชิง ถ้าทับคลับมาได้ถ้าปวดไหล่ลื่นจบไปเรือสเปียนมามันดาลเอาบากดเลือดเหี่ยงเกาบากเกาแต่กดไกลโคตรมันก้อนบกคืนบากมันดาลเลยพลองหมอกบักกอบากบ้านเลยจิ้งจ้าบากจิ้งจ้าพลอยนี่บากกอสลับเพียมเพียมเลยนึงกันไหลเนี่ยเป็นแบบไอรองระบบทุ่งเงินมันเนี่ยบาดเจ็บไอ้นึงระบบสรามเนี่ยเตี้ยบากกดที่หาโซเมอร์นี่คือที่ ไปเนี่ย
បាទនេះមកដល់របស់គាត់ប្រិយមិត្តណាណាពូរួចតាក់ក្រុមយើងថ្មបងឃើញហេតុការណ៍ទីតាំងសង្សាររបស់គាត់បានស្លាប់ដោយសារតែគាត់ជិះលឿនហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់គាត់ទៀតបាទគាត់ជិះលឿនដល់ថប់ក្លឹបបាទហើយជិះចេញពីថប់ក្លឹបមកដោយសារតែគាត់បាយលឿនចុះពីលើស្ពានមកបណ្ដាលឲ្យបាទគាត់ ផ្លូវរៀងកោងបាទកោងដែលគាត់កាច់ឈោតមិនគាត់បុកខឿនបាទបណ្ដាលឲ្យផ្លោងមកបាក់កបាទបាទនឹងហើយចិញ្ចើមបាទចិញ្ចើមផ្លូវនេះបណ្ដាលឲ្យបាក់កស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងហ្នឹងហើយរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់បាក់ជើងហើយនឹងរងរបួសស្រាលម្នាក់ទៀតបាទគាត់ជិះអាសូមើនេះគឺជា3នាក់ បាទ ឆឹង នៅពេល ដែល លឺ ដំណឹង ថា សង្សារ សំណប់ ចិត្ត របស់ ខ្លួន នឹង បាន បាត់ បង់ ជីវិត នៅ បាទ គល់ ស្ពាន ស្ទឹង មានជ័យ បាទ សង្សារ ដែល រំពឹង ថា នឹង កាត់ នំ ជាមួយ គ្នា បាទ នឹង surprise ជាមួយ គ្នា នឹង អ្វី ដែល ជា គម្រោង ក្នុង ចិត្ត នឹង ត្រូវ បាន រលាយ សាប បាទ រលាយ សាប សូន្យ ហើយ ប្រែ ក្លាយ ជា បន សព ទៅ វិញ បាទ ឆឹង មក ដល់ ខណៈ ពេល នេះ មិត្តភក្តិ មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង សង្គម Facebook ស្ទើរ តែ មិន ជឿ ថា ប្អូន សុផា បាន បាត់ បង់ ជីវិត នោះ ទេ ណា លោក ស្រុន បាត់ បង់ ជីវិត នោះ ទេ ដោយ សារ តែ លឿន ពេក ដោយ សារ តែ នៅ ពេល ដែល ពី ល្ងាច ទៅ ផុស បាទ all friend not chat ថ្ងៃ នេះ ខួប កំណើត របស់ ខ្ញុំ បាទ អប អ សាទរ ហើយ ចូល រួម ទាំង អស់ គ្នា នៅ ខាង Club Top ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ដែល ប្រមាណ ម៉ោង ក្រោយ បាទ ជា បង្ហោះ នៅ សារ បាទ រំលែក ទុក នៅ វិញ បាទ អញ្ចឹង ដាច់ គុណ ពុន លឿម ដាច់ គុណ ថា ប្រហែល ជា កំហុស ម៉ូតូ ព្រោះ វា រត់ លឿន ពេក ត្រង់ ចំណុច ហ្នឹង បាទ ខ្ញុំ កណា ក៏ ទទួល ស្គាល់ ថា ម៉ូតូ រត់ លឿន ដែរ ប៉ុន្តែ ដាច់ គុណ បើ យើង និយាយ អំពី ទស្សនភាព ជាក់ ស្ដែង វិញ គឺ ស្មើ នេះ ម៉ូតូ មិន អាច រត់ យឺត បាន ទេ បាទ ហេតុ អី បាន ជា ខ្ញុំ ថា ស្មើ នេះ ម៉ូតូ មិន អាច រត់ យឺត ករណី ប្លង់ គឺ ចាប់ ពី ស្មើ នេះ គឺ មាន ហើយ អញ្ចឹង បើ សិន ជា គាត់ ដឹង ថា គាត់ ជិះ លឿន អញ្ចឹង ស្រុន ណា បាទ គាត់ ត្រូវ បាត់ បង់ ជីវិត ប្រហែល ជា គាត់ សູ້ ឲ្យ ចោល ប្លន់ ជា ឈាង គាត់ បាត់ បង់ ជីវិត បាទ តើ មែន ឬ ក៏ មិន មែន បាទ ព្រោះ ថា អ្វី អ្វី យើង មើល មិន ឃើញ នេះ ខ្ញុំ មិន មែន កាន់ ជើង ប្អូន ទេ ប៉ុន្តែ ទស្សនភាព ជាក់ ស្ដែង គឺ វា បែប ហ្នឹង ខណ្ឌ មួយ ចំនួន លោក បាន ថែ រក្សា នៅ សុខ សុវត្ថិភាព សម្រាប់ បង ប្អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ ប៉ុន្តែ ខណ្ឌ មួយ ចំនួន តូច នៅ តែ មាន ចន្លោះ ប្រហោង មិន ថា ខ្ញុំ គ្រប់គ្រង ឲ្យ ប្អូន ជិះ លឿន ទេ បាទ ប៉ុន្តែ បើ ជិះ យឺត ចោល ប្លន់ លោក ស្រុន បាទ មាន ន័យ ថា បើ សិន នេះ ជិះ យឺត មាន ន័យ ថា វា គ្រោះ ហានិភ័យ ច្រើន បាទ បើ ជិះ យឺត ដឹង តែ មាន ហានិភ័យ ហើយ ព្រោះ អី លោក ចោល ឥឡូវ នេះ ប្លន់ ប្រើ សត្វ តែ កំ ភ្លើង បើ មិន ឈប់ បកុល ម៉ូតូ ឲ្យ លោក ចោល ទេ លោក ចោល នឹង បាញ់ អញ្ចឹង គាត់ ជា ក្មេង ស្ទាវ ដែរ គាត់ ជា ក្មេង ដែល លេង ក្នុង ក្លឹប ដែរ គាត់ ដឹង តាក់ តិច នៃ ចោល ណា គាត់ ដឹង ថា ល្បឿន ប៉ុណ្ណា ណា ដែល ចោល មិន អាច ប្លន់ យើង បាន ជិះ ពី 7 ពី 8 ពី 6 គឺ ចោល អាច ប្លន់ បាន ទេ លោក ស្រុន អញ្ចឹង ហើយ ចោល ក៏ មិន ហ៊ាន ប្លន់ ដែរ អញ្ចឹង ជម្រើស របស់ គាត់ មាន តែ ជិះ លឿន ទេ បាទ នេះ គឺ ជា អ្វី ដែល យើង ឃើញ ជាក់ ស្ដែង នៅ ក្នុង សង្គម មួយ ដែល កន្លែង ខ្លះ មាន ចន្លោះ ប្រហោង ចឹង មែន លោក ស្រុន បាទ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល គាត់ ជិះ លឿន គាត់ ប្រឈម មុខ នឹង គ្រោះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ តើឲ្យ គាត់ គួរ គិត យ៉ាង ណា លោក ស្រុន បាទ ណា
chi lươn ở chi dứt dứt ở chào chọc ở chào phán rư cò dương cua tại chi lươn làm bay chụp thân hạ trả cho ta ở dương cất vô mùi nạ ta bóng ôn cất trả ra nạ đấy nè mình tha ta kê tha ta khi ông thiết lực xuân dục láng bực khi ông dục qua rằm miên chun bóng ôn bà chia bó rõt bình khi ông có chi lươn này nà hiên chi dứt ba tớ đằng cao ấy sẽ chẳng ngốm ba tớ phô sàn cháy sẽ chẳng ngốm mà khi ông chi lửa bốn xa xa em ấy bà bà bố tha dương một mơn tha cho tùm lẹ tớ lư đồng bọn mùi chẳng nuôn à nhá thô quát miền khá thuê phê hê bố ấy rì trì phong bình đặc cư phí trang cư bươn chúc cư tên tầm miền chẳng nói khá cư miền chẳng nói ở sân đi sọc bà hào phí trang cư bố ôn đa quát thua đầm nào cư chúc cư cô quát cầm rõ chi mà nè ai rõ tân à bà cư quát chi miền khía lúc xuân trăm mới miên kia này bạn miên kia này nơi khang ở đây chia phố sàn cháy bạn miên kia này bạn lúc trao con mau đọc nè bạn mau cặp sầm lạc ông mà nè nghe bạn ní dương trong giấy tha bà trong giấy tha thì tu tơ là nó cứ bà dương trong giấy tha cái lại mua chân luôn đa cầm chừa cá cầm cháo nó còn nơi ai buôn sầm ngòm bạn bà buôn sầm ngòm chừa cá cho mọi bạn vừa là đa miên สมัครกับปืนนาคืนดิจิเอมอเตอร์นังอาร์ซีบ้านคือกอดเจนบาร์เจสกรรมเพียบจังเลยคนท่าเบียจีจำนวนการปรองประหยัดมวยหากรอนแต่ท่าเยอะกันเลยมอบเทียนบอดเยื่อเมื่อคือท่าอยู่จนนาบานบัดบองชีวิตนั่งคือท่ากอดบาร์ขนมบือเลื้อนหอยจอมเพลย์สเปียนเก่าเหมือนมองพอนท่ามาปีพอนพันเน็ตจีเลื้อนหายเพลย์เก่าบาร์เพลย์เก่าเติบบองคอรุ่นนะเราเรียนนี่จังมันแพร่ท่าบ่สั่นเชียจียืดบาดบาดดังท่าจีเลื่อนจังบาดบ้องชีวิตส่งจัดไอ้เจ้าชอบเจ้าพลันไปหล่อเชียงจังบาดยังมันชอบเรื่องนี้เยอะตัวประกาศในมวยได้โอนมันเนี่ยบาดเราเจ้าชอบในสตึ้งในสปินสตึ้งเป็นชายดังนั้นผมลงชีวิตที่บ้านมาหมาเอาไงน่าสักอะไรบาดเนี่ยนี่ฮายจีเลตพอลส่วนนี่ฮายจีเลตพอลจียืดยืดมันมันบอลพันนึงจีเลื่อนบัดชูบในครุฑนาจราจอตอยซาแต่คลาดในอำเภอบัดชอบอำเภอพลอนนามวยอำเภอชาวกันนามวยตะลึกปอนแต่ปอนจีสติลปอนจีจุบไว้ปอนดังตะจราอันนะส่วนจังบอลปอนเชียร์บอสกอดประตูทางดังไฮจีระบือเลื่อนบาดเข้าปีกาของน็อตระบบของซ่วงเข้าปีกาของน็อตระบบบาดสลายได้ตันิพนมเป่งจังยืมมังเงี้ยเคยกะระในมวยไว้แอบโอนมันเนี้ยจียืดได้ตระเจ้าช็อปไปเจียมาลงอัตเรียนไหมรถนะมังมวยลูกสุนอ๋อมังมวยก่อนดาจบเทียดดังได้แม่นาจบไปลูกสุนไปคลาดไปได้บาดกะระในโอนใส่คลาดกว่าเจ้าคลับรือกอกดาเล่เยอะมันทาเต้มันไตนี่จะการเงียบบอกโอนโอนเธอการยกไปโอนเธออย่างไรบ้าอัดไอ้ประตูบ้านเต้อัดไอ้ประตูบ้านเต้โดยซาไตมันเมียนจุ่มเรื่องการเงียบไงนามวยสำหรับโอนรือกอบโอนการเงียบไงระบบโอนนั้นจะครุบบ้าโอนเธอเหมือนโตเธอการยกบัดเธอการยกเอาไว้บองถลายเตะบองถลายเพลิงถลายไอ้ใจไปใส่ใส่เต๋อจังบองโอนทำเอาไปจีเลื่อนbạn chẳng to tệ nhom chi chưa chưa ở cháu chọn chẳng sơn chết nhưng người bà kết tới mình đâu mà sân miền trời bà những cái lấy từ sân miền trời vẫn cứ tha một sân nhà lại nắng cứ đôi chia cô son là đồ rất là tăng phi cái lòng máu đôi chia khơi tha ở khang nhà thầu đâu nó mình đang tha quạt chẳng bánh nát rồi bây giờ mình lo tiền thôi thôi mà cô dương mình ai bị tôi quạt bà nát tới tái กูแต่ไรนั่งกูแต่กูไอ้กอดสังกัวเลยซากะลองมกเมียนกันในเฉาะพลอนมาดองนั่งเหยียกหยอบบ่าจังโอนสุภาพายหยิบโอนดังบอลเบียนบนนะถากโกลสเปียนนั่งกือสมบูรณ์แต่ดอยกันในพลอนกันในเฉาะโอนดังเลยซาแต่เมียนเออกันในเฉาะร้านปีบนลูกสุนบ่าในถากโกลสเปียนนั่งดักใส่ลูกแต่ก็ขมียนบ่าใจใจทนานขมียนจังปอนสภาดังท้าบ่อจียืดกับมาในน้องดอกบอลซึ่งเป็นใช้นั่นแหละนรุกนเนอมามามาล็อกสเปียร์นั่นแหละบัดจะจุกรุธนาหน้ามวยจะเชื่อมันขาดแบบจะเชื่อมันขาดจังบางจะจุกในรุธนาจราจรได้ยืมเหมือดขึ้นบ้าแบบประกาศในแบบโอนิเวนนะ
ọt hiên chi lươn tê khai chú bố thạ trả cho chi dứt dứt lô mau môi chiếc tao chọc tèm đó bà chi lươn là tên lươn mà là mồm mà là mồm ai thà krom chi là cạc quạt khơi nhó chùm này mà đó là chẳng hả cái đấy xong xùm lấy tí mà xa cái đấy và đợi lại chùm mình tái vô cả một lưu gót cái khuôn bạc màu hai bị mất chị tâu ấy xong lưu sổ tạo xong và tí tăng đi nơi viên các tầng hình chơi tại đó và nơi tại hàng bông và tại hàng bông tập tạp văn nà về đây mình chơi mến đi đặc biệt là việc chọn bóng đua lật đua lại đua lòng bay chọn bay xích nè mà nó còn trên mà bị đau vậy trên một cơ ca một cơ ca mền cái lời kia mà giờ đây và đây lại thì quạt bàn rồng bu và cà phê chuông vàng tay thứ cả một việc chọn cả bộ bọc quạt nó bằng cặp da và cặp da đặt nhỉ và đây lại vừa do bạn làm lại hai bà của quận một tiệt các bạn đua một tô bà rồng của bua bà rồi loạt đầy rồi loạt trứng chào chọn nó chuyên tâm chính và đợi lại thì chuyên mình tái vô cả một lời quát cái quân bạc màu hai bình mật và tí tăng đi nơi viên các tầng hình chơi tại đó và nơi tại hàng bông và tại hàng bông tập tạp văn nà về đây mình chơi mến đi đặc biệt là việc chọn bóng bàn đua lật đua lại đua lòng bay chọn bay xích mà nó còn trên mà bị đau vậy trên một cơ ca một cơ ca mền cái lời kia mà giờ đây và đây lại thì quạt bàn rồng của bu và cà phê chuông vàng tay thứ cả một việc chọn cả bộ bọc quạt nó bằng cặp da bà chẳng sản phẩm bông nà rô bông tha dục là ó cùng đa lên chụp ấy đôi lục sơn giấy chẳng mà đa lên chụp màu thôi và mình lưu ra tên này một nhóm bông nhạc bông nà rô bông giấy tha chụp màu nhưng ai thật màu cũng không phút được chắc em đang thay những giấy chẳng này cũng một lứa màu tiết đây chẳng ta chẳng na có giấy đây bạn màu cũng không phút được chắc nâng màu cũng không ở nhà chạy màu cũng không phút được chắc dương mượn cười gì nè để con thằng khmer nè thò ra ở tham mưa phong mà chẳng khmer không biết được chứ mượn cười gì đôi ở sâu cay để prai để ấy chẳng có năng lực lớn nè phần tai khmer không ăn ai chứ cứ chào chọ chào plon chào sầm lấp chào lụm nằng hôi đại đại chụp đào chụp lại nó cứ tai tại chụp khmer bà ấy lo rồi nó nhầm dây mất tích bà buộc chọn tích được rồi tân à nhầm dây mất phe khi nhóm á thà mà chạm muốn nó nhom đa dụng để sao là vô lại rồi chẳng tới vì prata mà chạm muốn là chập đám bên thì muối đó mình phải nhưng là theo thà vừa cùng đa dụng á lấy kịp lấy prai máu á bị chặt chặt prai đã xong chi một tô tam phơi hỏi cái lại như clap bị chặt vừa nó chọn ngày để xây thề để xây đại bị chặt miền bảy hà thế độ vừa dương snap tới prư giờ bỏ lại tại của tha dương cái thằng ấy bị mình đá bị mình ái bị tái ra nó rong dương cực đại tới giờ bù bố linh chi nó dương chơi sầm máy bù bố chọn lại close ngắt độ vừa chi tới linh sao phải sông màu chi chung môi đại tới giờ mình tại con này chỉ ca sầm máy mà ok nó dương có lực tích bị tái của tha dương châu sạch dương dương vịnh bà chẳng xây xa tầng pi nè bằng tòa pi bàn chân pi cả lãi phương ca chẳng dương ách đang tha bôn mình men tật đá lên bôn mình men châu club đời xa tại phía chát chai tê bàn ta đời xa tại cặp bè là bọc ôn từ thư ai bà ôn nâng xùm ra chất phương ca rồi hốt đòi màu muối màu pi ở đó đại dương đăng ngay hàng môi chùm nuôn cứ bất màu đọc pi
chẳng bật mong đọc bì nâng môn nâng dương ai tờ tè nâng cứ thử tờ chút bó xong át chú ý khá riêng trong ủy văn hói tớp ai chạy tờ tè bàn chẳng môn nâng dương ai chạy tờ tè bàn cứ mong mùi á lục xuân hàng mùi chùm nút bóng bóng đăng ai hàng dụng điện trái nâng cứ mong đọc bì mà kì bật khá tớ nhiều cỏ lốc nhiều sụp vân nhiều bạc rồi nhé rồi nháy đó mong mùi á nó mang cái tờ tè ta hiên ở rô rương ta hiên ấy nâng bạc rương ta lớn nặng đó gặp lương bánh bánh mê chương là lớn nặng chẳng đọc về ngay khá nặng miền phía nhiều khá nặng kê cả lọc kê ấy chẳng tư nè ai thơ ai ô đơ mùi chùm nuôn đừng gặp cha hàng mùi chùm nuôn nặng trời tại ta ám chật nhiều rùa cả lòng tư ai tập nhiều nà cả lọc lọc chẳng hào dương hiên ta to mò to ai mùi phía tia đăng ta kê thẻ gặp liêng này nè hai kê thẻ gặp liêng cơ su ô phà man nè mà gặp liêng mà rối ai pi rồi nè kê ăn lùi chẳng á rước cái đọt cái phượng bánh như phá hang cái miền này, chăng ôn môi chùm nuôn lúc này xa tay cặp pe, ở robot con, đời xa tay chi và phía robot con từ con tầm rơi luôn này nhỉ, riêng bậc riêng thằng ngay riêng lưng nghĩa dục là ro càng ít vừa, đam bay ở chi và phía can tài phát xài, chăng được pe đẹp ôn ban ở trên pi cái lạnh phơi ca robot ôn được phum co cặp bay sáng cắt, bệ thâm mây khăn cho bà ổng phân và rít thần đi phụng phân dương năng và đây mà nẹ đại bóng ôn bàn khơi nhưng bệ ai khám ai năng miền chú mùa thá sẽ mông à giúp bà phê bà nằm chả nàng trong ôn bàn riêng bà rô bà nhà xa phò rồi miền thá ảnh tức bây nhẹ năng ạ ảnh tức bây nhẹ năng vì ta ám ôn dư vậy bà phép chắc á bà phép nhà xa phò rồi miền thá ảnh tức bây nhẹ năng vì ta ám ôn dư vậy và ta ôn sman tại vì nhà ai ôn chẳng hạn quạt chân lòm bài nên chân lòm nó biết là quạt chân mau pi khang mặt chạm bơ quạt mặt chi pi ở spin chạm bơ quạt mau tam phơi pi chân mũi ở tam xa bản na xuân làm spin này phải để đẹp quạt ai nơi khang sơn bên trái nâng quạt khá là tất pi nè nâng à bạn bị tam ôn bà ôn không chất ôn kết miền pì không chất ôn á quật kết đài ôn kết miền pì ôn sắp phía nó thả ôn miền pì tì mối nó à xa trên kia nó chỉ cháu rồi có bị tạm ngài dưỡng bà bà dân dịch quật kết chấp bá tị lưu rồi tên áp hai chiếm mình mê rương cho khát lại bà bên khá là ạ chứa rồi bên khá là sao ơi nhưng mình chưa tha học sát nè học sát một đôi tu cả đây một đôi hàng chỉ ôn nữa một đôi ly trong chế về cháo luôn chăng á có viết chỉ rước môi này này chỉ bắt như sau sầm mép bom ô rước có chỉ chụp một chân chụp một tay nhá gì mà ao thì khơi học sát chỉ bị cào ý nghĩa tới cái à nó nhai anh ạ nhé á bạn tới đây soi viên mà nhai dương men đây tới chăng á nè và tay mình đang thả một sát nó chỉ chào sao luôn khi dùng thực sâu như bà con này chưa những climb đi mình tí vậy bà với những bạn trong mặt cho luôn sau sài trong ôn tập pin đang than tất bay nè đang chìm vào xe đang ảm một sàn trên ghế nọ bị tam bị cào tam bị cào tam bị cào tam 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 ngắt nè mà đo là chủng nói nắng bà bị chà tai lực sườn chà chà mà đấy cháo nó cháo chà hát ấy cái nhóm đang cháo chà ôn tập pin cứ ở chi dư tê à chi thổ là muốn sai từ hà bàn sai từ hà bàn này thưa ơi ăn tết bay nhẹ nắng ạ vì bà chọn lương đấy khi cứ bà chọn ông này xuống nắng ạ và ta vì che cái đất chi á che rúp nó xuống nhưng mà che cái đất chi mà chào bay đang che rúp đòi chào từ bay nhẹ cái tha tàn tết tiệt đang bay nhẹ lang phi lang rồi tê à con tiệt tôi đang lang rồi tê chạm chọn lại những cái địa bàn mà cháu chả đấy là xuân mày là ngóng là cháu chả thật rụng chia tiết à này bạn thôi đầu phê đó lời làng spiên đang hãy bóng phố là thu đế đến làng spiên tại mấy cái bóng phố bì nè phóng bạn không bóng muôn rãn 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 nông tùm mốc bạn bây nè nó khơi nhạc cát bạn chọc chẳng á phải chỉ không chất lục cháu nó kết thả bạn sân chỉ dương mà thưa ra mà phiếp chọc mình ban chúng phải tay chỉ nhai bên tớ và lý ẩn ổn sáng dài dương nè hào nhá chứ tớ bị cao nhá bóng bà lý cổ khơi nha ờ mình bà lý cổ bà bóng bà lý cổ khơi nha bà cổ khơi tha bì nhá nó phải chỉ sáng xa mình như thế
ណាស់ភ័យអន្តិនជីពីក្រោយថាធម្មតាអឺសំស្ការបាទវិរៈបរោះបាទគឺថាការពីពីក្រោយអញ្ចឹងណាហើយមិនដឹងថាជាចោលជាអីអញ្ចឹងបើសិនជាបងអូនដឹងជាចោលបងអូនមិននេះដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យើងសូមបាទសំដែងនៃការសោកស្ដាយជាមួយនឹងបងអូនដែរហើយសូមបងបងប៉ូលីសបាទដាក់កម្លាំងឲ្យច្រើនតិចមកនៅខាងស្ទឹងមានជ័យបាទស្ទឹងស្ពានស្ទឹងមានជ័យនេះគឺបាទឮព័ត៌មានលេចឮច្រើនណាស់បាទពេលខ្លះក៏ស៊ីលាក់ក៏មានជីះលឿនតាក់និងខ្សែលូសក៏មាននៅស្រុនបាទណាបាទគុណដល់ជារកគាត់បានផ្ដល់ comment ដែរថាសូមដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅស្ទឹងមានជ័យផងបងបាទព្រោះអីដោយសារតែរឿងបាទករណីនៅក្នុងស្ទឹងមានជ័យនោះគឺជាចំណុចពិសេសមួយរបស់ជនឆ្លៀកកាសបាទនៅពេលយប់តែម្ដងហើយដូចថាយើងដឹងហើយដូចជាករណីនេះលោករតនាជាក់ស្ដែងគឺវាដឹងថាចំណុចទោះជាឱកាសដែលវាឆក់តាំងពីញ៉ៃមកមិនបានណាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាដឹងថាដឹងច្បាស់ថាវានឹងមានឱកាសឆក់បាននៅចំណុចស្ទឹងមានជ័យបាទស្ទឹងមានជ័យជាកន្លែងស្ងាត់ដែលកម្រមានសមត្ថកិច្ចនៅចុះល្បាតដល់នៅបាទអញ្ចឹងស្រីមុំអត់ហ៊ានទៅផ្ទះទេណាលោកស្រុតណាបាទដឹងបងប្អូនដឹងថាមិនខ្ចីស្រីមុំអត់ហ៊ានទៅផ្ទះខ្លាចចោលមកវាយវិញណាបាទទៅឆក់វឹកភ្លាមឆែកមើលក្នុងកាបូបមានតែអញចាច់ពើដល់ត្រូវហើយអញ្ចឹងថាប្រហែលជាខ្លាចចោលអ្វីវិញព្រោះកាបូបអត់ស្អីមានអីផងអញ្ចឹងឲ្យបងប៉ូលីសបាទជូនទៅផ្ទះផងណាបងណាជូនទៅផ្ទះផងបើមិនអញ្ចឹងទេគឺចប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយជាសារដល់បងប្អូនយុវវ័យអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងកាបូបគាត់នឹងមានខ្លះតិចតួចអត់ចិត្តពើអីទៅណាណាស្រុនណាលុយតិចតួចទៅណាបាទតិចតួចទេប៉ុន្តែលោកចៅគាត់មានដឹងណាគាត់ស្មានតែ iPhone ស្មានតែអីអញ្ចឹងណាស្មានលុយច្រើនអីអញ្ចឹងទៅបាទបងប្អូនស្រីស្រីត្រូវតែគិតថាសម័យឥឡូវនេះគឺពិបាកបន្ទាប់ពីគ្រឿងញៀនហូរចូលគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងអ្វីដែលបងបង្ហាញគេហើយធ្វើឲ្យគេមានការសង្ស័យថាជារបស់មានទ្រព្យនោះសូមបងលាក់ឲ្យចិត្តបាទអញ្ចឹងប្រជាជីវិតគាត់ឆ្ងល់ណាលោករតនាឥឡូវមិនក៏សបោមិនចោលឆក់ចោលផងឆ្ងល់មកពីអីខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែសូមជូននូវព័ត៌មានគ្រឿងញៀនតាំងពីគ្រឿងញៀនហូរដល់ភូមិហូរដល់វត្តអារាមពេលខ្លះនឹងហូរចរាចរណ៍ក្នុងបាទក្នុងពន្ធនាគារអ្នកដែលខាត់ខ្លួនឬក៏ឃុំខ្លួនអ្នកជក់ថ្នាំអ្នកចែកចាយថ្នាំគឺមានការឆក់មានការប្លន់ជាហោហែគ្រាន់តែដឹងអញ្ចឹងតោះស្រុនបាទជូនព័ត៌មានគ្រឿងញៀនមួយនៅរត់បងប្អូនគាត់ឆ្ងល់សួរចេះចុះហេតុអីបានចោលនឹងវាដល់កន្លែងមានឱកាសឲ្យមិនប្លន់ម៉ូតូឆក់កាបូបឆ្ងល់រត់លោករតនាបាទគឺជារឿងមួយកាប់ដាវបាទញ៉េខ្ញុំនិយាយចេះនៅស្រុនខ្ញុំនិយាយចេះមិនមែនថាខ្ញុំគ្នាចោលណាបងប្អូនណាយើងឆក់អាចមានសង្ឃឹមថានឹងកិច្ចខ្លួនបាទច្រើនជាងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្លន់ធម្មតាករណីប្លន់ត្រូវតែយើងឈប់ដើម្បីធ្វើការសម្លុតដើម្បីធ្វើការគម្រាមទៅលើជនម្នាក់ទៀតដែរបើសិនជាយើងពេលដែលយើងគម្រាមពេលដែលយើងសម្លុតប៉ូលីសល្បាតមកដល់ជាប់បាទណាត្រូវហើយប៉ុន្តែដល់ពេលដែលឆក់គាត់អាចឆក់បានប្រូចរួចខ្លួនបាទហើយមួយទៀតតាមនេះតាមមើលតាមយោបល់របស់ខ្ញុំបន្ថែមវាអាចនិយាយថាដោយសារជិះរកគ្រោះគាត់ជិះម៉ូតូ today អញ្ចឹងបើនិយាយរួមទៅបើយើងនិយាយថាទីផ្សារវិញលក់អំបានថ្លៃបាទលក់បានថ្លៃហើយមួយទៀត today បើសិនជាប៉ូលីសតាមចាប់គឺរត់រួចទេអូឆ្លាតដែរបាទនេះបើតាមព្រួយបើយើងមើលសពថ្ងៃថាបងចៅគាត់ឆ្លាតគាត់ថាបើសិនគាត់ប្លន់គឺគីឡូសុំអិចត្រីមសងបាទគីឡូថ្លៃថ្លៃគាត់ត្រូវប៉ាន់ទីផ្សារតែថា today គឺគាត់កំងបាទវាជាចំណុចសំខាន់ហើយដែលបងអូនជី today តែបើ copy today ក៏លំបាកដែរបាទអញ្ចឹងជាសារដល់បងប្អូននារីនារីគួរតែគិតពិចារណាថាការបង្ហាញនៅរបស់ទ្រព្យរបស់យើងគឺជាគួរដូចជាការបង្ហាញការបង្ហាញរបស់ឲ្យចោលឆក់